Chị Panda xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ nha. Bây giờ thì chị Panda sẽ đi lấy thịt ra và nấu thịt ăn thôi. Tại vì ngày nào mình cũng phải ăn thôi, chứ không ăn thì sẽ đói chết. Ok, nấu thịt gà nha. Đó. Ui sao quên, mình đã than nhiều quá. Một hồi sẽ dừng than, thôi mà kệ đi. Ôi Được chị đấy. Panda. Yeah, Chị Panda ơi. baby. Ơi, em ăn sáng chưa? Dạ rồi chị Panda. Gì vậy Abby? Bữa nay á em rủ chị Panda đi câu cá với em á. Ô, Happy rủ chị Panda đi câu cá hả? Dạ. Wow, chị thích đi câu cá lắm á. Được rồi, sẵn đây chị mới đang nấu thịt nè. Đó, thịt gà đây. Đây, lấy than xuống thịt cắt lớp. Wow, mình đem thịt gà này theo ăn ha Happy. Đem cái đó theo ha. Ô, Happy có cần câu chưa Happy? Em có cần câu không? Dạ rồi, em để nhà, chị Ba Lan đi qua nhà em Đi, đi qua nhà Happy lấy cần câu đi ha. nè. Nè, em nhà nhỏ Đây nè à, rồi. Rồi, ok. Ủa, cái nhà Happy có chéo hả? Có cần câu nè, chị lấy nha. À, lấy táo theo. Rồi. Ê, Happy ơi. Nhưng mà chị không có biết chèo thuyền. để em chèo cho. Happy chở chị ha. Ông này ổng nhiều chuyện quá. Thôi chị Ba Lan ra trước Đi. đi. Đi Happy ơi. Dạ. La 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 la. Ô, hello bò. Ôi, đem theo có miếng thịt không biết đủ ăn không hả Happy? Chị bên đang ít thịt Ê, có táo, quên, chị quên, có táo thì cần rót. hả? Cái gai cụ. Rồi Happy ơi, Dạ. tới, mình ra ngoài này mình đặt thuyền, đây mình đi đi Happy. Dạ, em đặt cho. Chị bên đang lớn. Lên. Rồi, wow, mát quá. Lâu lắm rồi mới được đi câu cá Happy. Vui quá là vui hà. Happy biết hát không? Hát chị nghe đi Happy. Happy hát cháo lên ba các bạn ơi. Happy đã già vậy đó rồi mà hát phải cháo lên ba nữa kìa. Ôi con mực. Con mực. Chị Ba đang ngừng lại ở đây câu con À, đi. đừng lại đi. Pipi. Câu con mực. Dục quăng quăng lại cái con mực ơi. Dạ. Ô, câu vui quá. Ô, cái gì vậy? Cái thuyền nó lúc lắc quá Happy. Bơi 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 bơi. Ê, ở trước mặt mình có cái đảo nè Happy, vô đây đi em đâu rồi, em còn ngồi trên thuyền không, sao té rồi, Em còn ngồi trên thuyền. chạy thuyền nhớ, sao chị mình đã té rồi nè, trời ơi. Dạ. Ôi lên đây. Ôi trời ơi mệt quá à, mới bị té xong Chị Bánh Đào gì ơi, hả Happy, cái đảo này là bị gì, cái này là cái đảo gì vậy? không biết nữa, thôi mình lên mình coi thử coi ha. Dạ. Wow, ui, cái đảo này sao nhìn ui ui Cắt bùm bùm, cắt bùm bùm, cắt 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 bùm bùm, ta là chúa đảo đây, ai lên đảo tao đó. Ê, cái ông này nhìn nó bình thường mà ông là chúa đảo kìa Happy. Ta Đúng là rồi. chúa đảo Ui đây, sợ trên đảo này chỉ có một mình ta thôi, các người lên đây làm gì đó? Tôi đi câu cá, tôi bị là bị cái thuyền tôi bị lạc, tôi mới bơi vô đây thôi. Rồi vừa Vậy nhìn cái mặt hả? ông kìa, ghê quá. Tôi ở trên đảo này một mình lâu năm như lắm rồi. Ôi, ông có ông ăn. Ây da, sao dục thần câu như mình tôi, ôi, kỳ vậy? Happy ơi, đừng có móc Ôi, ông. sao dục thần câu như mình tôi, kỳ Rồi ông vậy? đi dục mắt bây giờ. Thấy tôi hiền quá rồi, ăn hiếp tôi hay gì vậy hai người? Đâu có đâu, tại nó còn nhỏ, nó không biết đâu Vậy mày. hả? Chết cha, thôi chạy về Happy ơi. Dạ. Ghê quá. Ơi, nó nghe nè, nó nghe nè. Ơi, nó nghe nè. Cái gì vậy không? Tôi ở trên đảo này lâu năm lắm rồi mà tôi không có biết làm cái bàn chế tạo á. Chỉ cho tôi bàn chế tạo đi. Happy, ông kêu chỉ cho ông làm cái bảng chế tạo kìa Happy. Ủa tự nhiên ông sao không ông ở trên này không, từ nào giờ ông có ở trên đất liền hay sao hả ông? Tôi ở trên đây không, mà giờ tôi đâu biết làm bàn chế tạo đâu, tôi phải ở trên mình nè. Nhưng mà nếu tôi làm cho ông vậy rồi ông có cho tôi gì không? Tự nhiên cái làm cho ông thơ vậy hả? Thì làm cho tôi bằng chế tạo đi, tôi chỉ cho cái mỏ khoáng sản của tôi, tại tôi thấy ở đây khoáng sản nhiều quá, tôi mới đến đây tôi giữ nè, rồi mà tôi không biết làm. Happy, em đi đâu vậy, đến đây. Ê, ông có nhiều khoáng sản mà. Ê, nhưng mà ông có cái gì, kim cương, hột sòn hay gì, hết vàng gì không? Nhiều lắm, tôi giờ cả đống luôn mà tôi cũng không nhớ nữa, tại giờ tôi đến đây mình tôi già, tôi lẩm cẩm tôi nhiều lắm, nhưng mà cô chỉ cho tôi làm cái bằng chế tạo đi rồi tôi chỉ chỗ cho. Ok, được thôi, tôi sẽ giúp ông.
Bây giờ lấy gỗ đi, ra đây lấy cái cây gầy đi ha Bi ơi. Em lấy cái rìu ra chặt gỗ đi ha Bi. Dạ. Chị không có đem rìu theo. Ồ chặt đi. Ồ ai? Ui. Sao cái cây ở đây nó cũng kỳ quá ha Bi. Dạ né chút. Nè 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 nè, chặt một cái. Ui. Ui. Ủa nó ngã xuống. Ôi, cái kỳ vậy ta. Chặt ít ít tôi nghe, chừa là tôi có con mát chứ nghe. Ôi chết cha, chặt ít rồi ha Bi ơi. Cây ở đây nó khác chứ mấy cái chỗ kia nó sập xuống. Ừ, ha Bi không có được lên đi chị đặt. Ê, lên được chưa ha Bi? Rồi em làm cái bàn chế tạo cho ổng đi. Dạ, để từ. Đó, Hami đang làm bàn chế tạo cho ông kìa, ông có vui không? Yeah, vui quá, vui quá, vui quá. Ê, nó nghe nè mà sao nhìn cái mặt ông nó kỳ kỳ sao á. Tại tôi ở xa với cách xa với thế giới loài người quá mà tôi ở đây tôi lâu năm tôi buồn, tôi mặt tôi vậy đó. Bởi vì giờ tôi quay vô tường rồi thấy không? Ê mà ông hồi đó là người, ông là người ở đâu mà ông tới đây, ông ở đây vậy? Hồi tối tôi là dân chài, tôi đi đánh cá xong rồi tôi lạc lên đây tôi thấy nhiều khoáng sản quá thôi, tôi ở đây tôi giữ đảo luôn á. Khoáng sản có ăn được không mà ông ở đây trời? Cái rừng. Tuy là không ăn được nhưng mà tôi biết nó quý giá nên tôi ở đây tôi giữ đó đó. Ôi giời ơi. Bà chế tạo nè. Đó. Ừ, cảm ơn nha. Cảm ơn là tên gì vậy? Tên gì? Cảm ơn tên gì vậy? Hả? Happy hả? Ờ, cảm ơn Happy nhiều nha. Dạ, con tên gì vậy? Tôi lâu lắm rồi tôi cũng quên tên, tôi cứ gọi tôi là chú đảo được rồi. Trời ơi, nhìn ổng gì mà ổng làm chú đảo, nhìn ổng chú đảo. Tôi là người đẹp nhất trên đảo này đó. Ôi, ổng là người đẹp nhất trên đảo kìa. Trên đảo này có mình tôi không à, còn nhiêu là mực cá, tôm gì rồi đó, rất đúng không à. Chị có mực với Gumby này kia thôi. Chị Hà Bi. Ờ, ông có bốn con mắt lần này chị Banda. Ờ, nhìn ổng như là biến thái vậy. Bốn mắt không? Mà bốn mắt, cái đó là cái chân mày của tôi đó, nó đổi màu thôi. Ủa, không à. À, vậy là chân mày ông xăm á Hà Bi ơi. Ôi. Ông xăm chân mày ông màu xanh đó. À, nhưng mà khoáng sản của ông ở đâu vậy, em chỉ tôi đi. Cô tự đi kiếm đi, tôi chỉ giờ chỉ chị nữa. Được mấy tự mình đi kiếm chứ Hà Bi. Ờ vậy thôi, nó chơi vậy thôi chứ nó nằm dưới chân nè. Tôi cái gì đào xuống đi, đào xuống cái đảo nè. Nó dưới chân nằm hả? Ờ. Nằm dưới chân. Ơi đi đi. Đào đảo đây ha. Ờ đảo đó tôi té tôi à. Đảo đi Hà Bi. Ôi Hà Bi anh để nhìn xuống nè. Wow. Đó thấy chưa, tôi nói mà nhiều lắm. Ôi chị không có đem cốc theo làm sao lấy giờ. Đem nè. Hà Bi lấy cho chị cái cốc đi. Nè. Hãy cho chị nha. Trời của tôi đó, tôi cho mấy người đó gì lấy thoải mái đi, tôi giữ quá lâu năm lắm rồi tôi không biết làm gì. Nè. Thôi cái gì đem về đất liền xài đi nha. Ok. Xuống hốt Hà Bi ơi. Đúng. Wow. Không ngờ luôn. Chúng ta trúng bánh rồi chị Banda. Trúng bánh lớn luôn. Ở chị Banda. Cục đất chị kim cương này nó lấp lắm, nó khác với kim cương bình thường của mình á Hà Bi. Đúng rồi. Chị Banda. Wow. Ôi kim cương bảy màu nè Hà Bi. Em nhìn nè. Ôi đẹp quá à. Ui, sao cái ông này ông ở đây hàng gì ông không chịu đi là phải rồi. Đúng rồi. Wow, lấy đại đi. Ôi kỳ này là mình hai chị em mình là giàu to rồi hả Bi ơi. Đúng rồi. Nhưng mà không biết cái kim cương này mình có chế tạo được gì không hả Bi? Nếu chế tạo được thì ông nói nó đúng. Không rồi. Không chế tạo được thì ông nói nó sai. Wow, ủa lấy hết rồi Bi ơi. Đúng rồi. Ôi, lấy gì vừa thôi, vừa cho tôi nghe, tôi dẫn đảo chứ tôi ở đây nếu mà không còn khoáng sản tôi đâu ở đây làm gì đâu. Lấy hết đi cho ổng đi về nước luôn đi Hà Bi ơi, chứ để ổng ở đây hoài tụi nghiệp quá. Đúng rồi, ở một mình tội quá. Ừ, thôi tôi lấy hết luôn cho ổng hả. Ui, cái mấy cái kim cương này phát sáng, mình không lấy nó tắt, nó xóa xui Hà Bi. Mình đào á. Đúng rồi. Cho ổng đi về nước luôn, không cho ổng ở đây nữa. Đúng rồi. Wow. Lấy đại đi, ui mình lấy nhiều nhiều về. Chị Banda ơi. Gì Hà Bi? Ôi, chị Banda cái chỗ này nhiều. Công nhận cái ông này nói nhiều thì có nhiều cái này thiệt ha. Ồ, hèn chì, ổng ở đây, ổng không đi đâu hết. Ổng chắc ổng bỏ vợ con ổng luôn á. Ổng ở đây ổng đứng ổng giữ, thà là ổng giữ kim cương chứ ổng không thèm về với vợ con ổng. Đúng rồi. Wow. Quá chừng kim cương luôn. Chị Banda. Ui, chị lấy được kim cương quá chừng luôn. Chị Banda, em gặp được kim cương bình thường nè. Ủa vậy hả, em lấy luôn đi. Rồi, em lấy rồi. Wow. Ở dưới này nhiều kim cương thiệt luôn á. Đúng rồi. Hốt lia lịa đi, ba cái sắt hả, giờ hết thèm rồi. Ê, Hà Bi, em đưa em nhìn nè. Thôi. Ui, ở đây mình có thể nhìn ra biển luôn nhưng mà nước nó không có bị tràn vào nè. Ôi, chứ không có làm hay thiệt ha. Ừ, không phải, ở đây là có sẵn vậy nè. Ủa vậy hả? Ừ, vậy là chắc ổng đi đánh cá, ổng bị chìm xuống rồi, ổng chui cái đường đó lên đó hả Hà Bi, cho nên ổng mới biết được. Chứ sao ổng biết được ha. Đúng rồi. Không này sao ổng ghê quá, ổng gắt quá. Chị Banda. Gì Hà Bi? Em có 6, 14 cái cục, có viên kim cương này luôn nè. Em đào được 6, 4 viên rồi hả? Dạ. Nhiều quá vậy. Dạ.
nhiêu đó mình có thể làm được nhiều đồ lắm đó Bi. Wow, để chị lấy thêm nhiều nhiều cái rồi mình phải lên ha. Dạ. Rồi. Ôi da, chị được mới được có 42 viên thôi à. Để chị ráng lấy cho full luôn. Wow. Ôi, thôi lấy nhiều quá rồi, thôi đi lên thôi Bi ơi. Ủa, cái đường này khó đi quá à. Tôi chậm té nha. Ừ. Lơ 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 lơ. Có chưa, cái đường nhiều chưa, thấy chưa. Ôi, tao nãy giờ quên ăn uống gì luôn ơi. Ôi, quá trời luôn. Vậy thì là nhớ làm cho tôi ngộ đó nha. Ê, chắc mình ở đây luôn á Bi ơi. Chưa cho ông nè. Ừ, cảm ơn nha bé Happy. Dạ. Ôi quá trời luôn, vui thiệt á. Kim cương này nó khác với kim cương ở trên mình thấy Happy. Đúng rồi. Nó tới 7 màu lận. Mà cái cục kim cương nó phát sáng. Ủa sao nó hay quá vậy ông? Lờ, hay sao không hay được. Trời, mà hồi đó tôi mới giữ đảo chứ. Ôi hèn gì, ông bỏ vợ con ông đi tới đây, ông ở đây luôn. Tôi mà chưa có vợ con vậy là tôi lên đây tôi ở đây tôi giữ luôn á. What? Tôi là trai tân đó. Ông trai tân luôn hả? Ờ. Ôi trời ơi. Ông chưa có vợ luôn. Ông này là người hành tinh. Trời ơi, tôi là người đất liền ra sao rồi gọi là người hành tinh được, tại tôi ở đảo lâu quá nên tôi mới vậy á. Ông ở đất liền kìa Happy chứ không phải người hành tinh kìa. Ôi sao nhìn ông ghê ghê sao á. Đúng rồi. Có gì đâu ghê, bình thường mà. Trời ơi, chứ người ông người không bình thường mới lên đây ở chứ nghĩ sao mà hả? Tại tôi thấy ở đây kim cương nhiều quá, tôi biết kim cương nhiều quá nên tôi mới ở đây tôi giữ luôn mà tôi không biết xài. Ờ, đúng rồi, ông không biết chế tạo á không? Đúng rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ chế tạo nha. Wow, mình đã có kim cương quá chừng luôn. Cái chuyện dễ nhất là đôi ủng, tại vì đôi ủng nó dễ làm. Ôi, cái này nó ra được cái que không mẹ Happy? Wow. Ê, cái que này để đó đi, hồi mình sẽ chế biến sau nha. Bây giờ mình sẽ làm một đôi ủng trước nè. Và một cái nón. Ok, một cái nón. Wow. Và một cái đương nhiên sẽ là cái quần rồi, tại vì không thể nào thiếu quần. Và một cái áo nè. Ôi không ngờ là những cái kim cương này lại chế tạo được bộ giáp luôn á Happy. Nhìn nè Happy. Happy ơi, em đâu rồi? Em lọt xíu nữa hả? Đúng rồi. Leo lên Happy ơi. Dạ được rồi. Rồi chị sẽ mặc đồ vào nha. Dạ. Wow. Ui, không có ý kiến cầm đỡ cái que đi. Đó, ê, mặc cái bộ đồ này vô nó tăng thêm máu lên luôn nè Happy. Ủa vậy hả? Ui, nó có thêm sức mạnh luôn. Wow. Ui, không ngờ luôn, vậy là bộ đồ này chắc là nó mạnh lắm đó Happy, đánh đi thử Happy. Ôi, tôi không ngờ là kim cương của tôi chế ra như bộ đồ 7 màu đẹp mà chạy lấp lắm gì luôn á nha. Đó, nhưng mà nó mạnh lắm, trời ơi, gắt thiệt. Happy, anh đánh chị thử coi. Đó, không mất máu luôn Happy ơi. Ôi, vậy hả? Ui, chị không mất máu luôn, kỳ này dễ hả? Tối chị sẽ ra chị nện mấy con zombie nữa. Đồ biết quá, nhớ cho tôi bộ nha. Làm xong nhớ cho tôi bộ nha. Dạ, em chế tạo nha chị Banda. Rồi, Happy để làm bộ mặt luôn đi Happy. Dạ. Còn ông nữa. Lơ. Ông khỏi mặt đi. Thôi, tôi hơi thích chứ. Biết sao không, để kể cho nghe. Cái gì? Không mà mặt hét là mấy cái tên cấp biển nó thấy được ông mặt lấp lánh cho này là nó nhào lên. Thôi vậy hả? Thôi vậy để bằng cái lại lên tôi đây được rồi, khỏi cho tôi mặt đi, tôi sợ cấp biển lắm tôi. Ừ. Đây có mặt tôi à. Ông biết sao mà vậy nó không lên không? Tại nó đâu thấy được ông đâu. Ồ, bởi vậy tôi đứng ở trong đây nấp không nè, tôi đâu dám đi đâu đâu thấy không? Ông khỏi nấp, tôi cũng thấy nhìn ông với cái chỗ này mà. Rồi, bây giờ thì chị Banda làm cái gì nữa ta? Có cây que nè, đúng rồi. Mình sẽ làm thêm que đi. Đó. Lấy que ra mình làm chắc là chị nghĩ chắc là cái cúp được luôn Happy. Đó, làm thử coi. Wow! Được cái cúp luôn đó Happy ơi. Wow. Ui, chị sẽ làm thêm một cây que nữa. Wow, cái cúp nè. Có cái cúp này nó sẽ sử dụng như thế nào nha. Em cũng làm được cái cúp luôn. Mạnh lên, nhanh lên, tốc độ. Ôi, đừng có đốt cây của tôi nữa, cây của tôi còn có mấy cây điên đảo á, đốt hết tôi không có chỗ nấp đâu nha. Ôi, thôi chừa cây lại chồng nha Bây ơi, mình thử cái khác đi, thử cái này đi. Wow, ui, có cái cấp này đào nhanh ghê luôn á. Lắp này lại nha chị Bình à. Ờ, lắp lại chồng này để mà lọt. Lắp lại cho tôi đi, để tôi đi, rồi tôi lọt dưới á, tôi già cả rồi đi, nhiều khi không thấy được, lọt cũng lỗ rồi. Ôi da, để chị Bình sẽ làm thêm cái gì ta? À, làm thêm cái sẻng đi. Wow, đó, gắt chưa? Mới mốt mình sẽ xài toàn là đồ kim cương 7 màu không á Happy. Đó, đây. Ơ, lọt. À. Đây chị lắp cho mày đúng rồi. Lắp lại, đó, lắp lại. Ê chàng ơi. Ôi, sao nhốt tôi lại rồi, ơi, chị ơi, bé Happy thì kỳ quá, ơi, nhốt tôi lại rồi. Đưa lấy cái mặt đứa mặt ổng ra, để chị lắp. Đó, thấy chưa? Mở cái đường cho tôi đi với, trời ơi.
Ê khoan khoan, nó như này ông đứng như này nhìn từ xa tưởng rồi hai con đốm đốm đèn ở trên mắt ông. Ê thì ghê quá, mở ra đây có gì tôi đi đá dễ được chứ mà tôi đứng đây tôi đá dễ luôn ha. Để từ từ để tôi chế tạo xong cái. Ê kỳ vậy. Cái này là cái buồng vệ sinh đó. Ờ kỳ vậy. Giờ Happy thì chưa có cốc không Happy? Thì chưa. Ok, chị với Happy chị sẽ làm cho Happy thì một cái cốc nè. Yay. Nè Happy ơi, Happy ơi. Yay. Đi lại đây mình đạo thử coi. Wow, cốc này ngon. Gà ơi ơi, ui Happy ơi. Ôi, ở này có cái đường 7 màu luôn rồi nè. Ồ, đã vậy. Ui, từ đó giờ ông ở đây ông không biết luôn hả? Ừ, tôi đâu có biết đào đâu mà tôi biết kiểu đó, không có biết nào nữa. Có hai cây kiếm luôn nè Happy ơi. Đâu đâu. Em lại lấy một cây đi. Ui, nhìn nè. Ủa, từ đó giờ ông không biết luôn hả? Ờ, tôi đâu biết đâu, tôi đào tôi mới thấy mà. Vậy là hồi đó ông bị chìm, ông lọt vô cái kẻ hồi nãy rồi mới chui lên, nó chắc bố Happy. Đúng rồi. Nghĩ vậy phải không ông? Ờ, ý vậy đó mà tôi đâu biết ở đây mà cái đảo kim cương mà có cây kiếm nữa. Ủa, đảo gì? Cả ông kim cương á. Ủa lấy cái rương này về xài luôn nha. Ông để tôi lấy cái rương này về xài luôn nha. Muốn ông ở đây. Tôi lấy luôn đi. Ờ. Ủa, để đây mà nhiều đồ hết trong áo quá là sao bị nó cướp tôi á. Vậy hả? Ờ, nó cướp đồ của tôi rồi nó cướp luôn sắt của tôi nữa là chết luôn á. Ông có nhặt sắt này nó cướp luôn hả? Ờ, tôi là tay tân mà. Ôi, gắt quá. Chị Banh nè. Vậy chắc cướp có cướp bê đê cái gì á. Ừ, không có đâu. Nhiều khi gái đẹp trên đảo rồi cướp sắt tôi sao? À, có gái đẹp nữa hả? Ờ. Chết cha tối luôn rồi Happy ơi. Ui cái rương này nó mất sát thiệt luôn á. Trong đó. Để cái này đi. Rồi rồi. Ê Nhật để đây cho ổng có thấy được nó lấy của ổng Happy ơi. Để em giấu ở đâu rồi. Rồi rồi. À giấu ở dưới đây nè. Ờ giấu dưới đó cho ổng đi để dành cho ổng đi. Nè đem giấu. Rồi thôi 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 giờ mình kiếm Happy giờ mình đi về đi Happy ơi. Tối quá à. Thôi ông chúc ông ngủ ngon nghe. Ừ, bye bye nghe, chào tạm biệt mọi người à, nghe. À, đặt cái đường này cho tối, ổng có khi nào, ổng có đi vệ sinh thì ổng đi chứ không thôi, ổng không được. Đúng rồi, chị Banh đi. Đi về. Ừ, bye bye, thượng tòa bình an nha. Wow. Happy ơi, mình có giáp mặn quá, kỳ này mình về những cái lúc tối thì mình về mình hốt xác mấy con zombie luôn ha. Đúng rồi, họ mình về á, mình hốt xác zombie luôn. Rồi ok, kỳ này chị sẽ không sợ nữa, về chị sẽ giết nó hết luôn. Thì trước nó quánh chị Banda te tua hết Happy nhớ. Nhớ. Cái găng tay của cái ông đó đó, dởm quá à. Đúng rồi. Chị thấy cái này nó xịn hơn nè, về mình sẽ chiến đấu. Đi thôi. Ôi, mệt quá đi. Ôi, cái nhà này, ấy quẹo 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 bên đây nè Happy ơi. Quẹo hả? Ừ, 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 quẹo quẹo. Ui. Ôi, Ripper hả? Ripper. Mày. Rapper. Ê, đi quẹo vô. Tới là ủa sao đi qua bên đây nghe nó xa vậy rồi phải đi bộ về xa lắm á. Nhưng mà có con Ripper mà. Ripper hả? Hốt xác Ripper luôn. Đúng. Kỳ này chị Banda không sợ nữa. Đâu rồi. Zombie đứng bên kia kìa. Zombie nhện gì từ lưa hết. Ủa em đã tỏ nói con này chị sợ nữa kinh khủng. Ủa chị Banda sợ hả? Ừ chị ơi chị. Ê đỏ ui cái kiếm chị gắt quá. Mày hả Ripper tao chạy. Ủa nó nổ chết con nhện luôn. Cái kiếm này mạnh thiệt luôn á. Ơ chị Ban ơi, em quánh nó đứt đầu luôn á. Ừ, ghê quá. Nó đứt khúc ra luôn phải không? Nghe chị Ban đây nhìn nè, nhìn con cừu tội lắm nè. Thôi đừng có đánh con cừu. Ôi. Rồi hết con Elton nè. Tóc hành lên, nhắn lên. Nó chưa thấy chị. Quái. Ủa nó đứt khúc ra luôn. Con nhện. Ôi, đứt ra luôn. Hay quá. Ui. Mẹ chập. Ôi, coi. Nãy giờ có bị dính cung chưa? Wow, bộ đồ này không dính cung luôn. Gác, chị này Editor chị cũng hết sợ luôn. Hết sợ. Yubi. Mày dám lực hiệu, ồ nó đứt khúc rồi nhìn nè. Mà căng kiếm hả? Ai, trời sắp sáng luôn. Ôi, chị Banda, cái cây lao tăng. Cũng cây lao tăng. Đâu, giúp nó. Giúp nhỏ. Ê, cái gì vậy? Wow. Trời sắp sáng rồi. Sắp sáng rồi. Wow, vui quá. Em buồn ngủ quá. Công nhận bộ giáp thì mạnh ghê luôn á Happy. Đúng rồi. Trời ơi, lấy đồ ăn ăn vô coi quên ăn luôn. Ê con. Để chị. Mày. Ồ nó đứt rồi từ khúc nhìn nó kinh tởm ghê luôn á. Em gì? Banda có cuốn sách em thích nhất nè. Cuốn sách con chúa. Ở chợ đó chị Banda nè. Ồ vậy đó hả? Dạ. Em có cuốn sách luôn hả? Dạ. Trời ơi, Happy giỏi quá, Happy biết đi mua sách luôn. Đi thôi Happy ơi, sáng rồi. Yeah. Và chị Banda và bé Happy hôm nay thật là may mắn luôn á các bạn ơi. Cái mà bị lạc lên cái hòn đảo đó, gặp cái ông đó, ông giữ nhiều, rất là nhiều kim cương 7 màu luôn. Và kim cương này rất là mạnh luôn á.
Và clip của chị Banda đến đây là kết thúc rồi nha. Và nếu các bạn thích clip này hãy để lại cho chị Banda một like. Và chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.